Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì lớp chúng ta sẽ đến với lại một cái bài tập số 6, bài tập số đặc biệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với lại những cái thao tác chúng ta pha màu nhé, pha màu sắc vào những cái lọ để chúng ta tiện, chúng ta sử dụng nó lâu dài và nó tiết kiệm được cái thời gian chúng ta pha màu. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cần những cái dụng cụ gì để chúng ta pha màu? Nhất là các chị chúng ta chuẩn bị cho mình những cái lọ như thế này. Khi mà mua được những cái lọ như này về rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị những lọ nó sạch như thế này. Đây thì mình thì mua rất nhiều những cái lọ này, mình mua tầm 100 cái. Cái này cũng rẻ lắm, tầm 4.000 cái. Mua càng nhiều thì nó càng rẻ. Thì để pha màu thì các chị thắc mắc là chúng ta cần pha những màu gì cơ bản. Mình thì mình chỉ pha tầm 5-6 màu thôi. Thứ nhất là có màu trắng này và màu đen, là hai màu không thể thiếu được rồi. Màu trắng và màu đen này, hai màu này là hai màu trung tính. Ngoài ra thì mình còn pha những cái màu đỏ này, màu cam và màu xanh lá cây. Ngoài ra thì nó còn xanh ra trời đó. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các chị chúng ta pha màu theo cái màu trắng màu đen. Thì chúng ta không cần phải pha đâu, cho nó đơn giản thôi, mình chỉ là cách pha như thế nào thôi. Còn màu đỏ cũng vậy, màu đỏ thì nó có sẵn màu rồi, và màu vàng cũng vậy thì nó có sẵn rồi đó. Thì là màu xanh cũng vậy, nó cũng có sẵn rồi. Ngoài này cái màu xanh này thì nó hơi hiếm, cái trong tuýp này thì nó không có. Thì bây giờ thì mình sẽ đi và mình hướng dẫn chúng ta phải sử dụng cái dung môi làm sao và pha như thế nào để cái màu sắc nó được bền và nó được sử dụng nó lâu dài. Thì pha màu thì mình cần thêm là dung môi và nước để nó pha loãng nó ra. Dung môi để có tác dụng là nó bảo quản được cái màu nó luôn trong cái tình trạng nó lỏng và nó không bị bay hơi hay là nó không bị khô. Nước thì nó làm loãng ra một chút để nó loãng nhanh hơn, thế thôi. Đây ví dụ như màu cam này nó hết rồi này. Màu cam của mình thì nó hết rồi thì mình sẽ pha luôn vào cái lọ này thôi. Dùng một thời gian thì cái này nó bị rất là màu sắc nó bị bắt ra ngoài, nó bị đóng cặn vào đây, cho nên là chúng ta phải làm sạch đi. Tầm tuần thì làm sạch một lần. Sạch đơn giản thôi, lấy cái vật cứng cho lại nó ra thì này nó khô rồi mà. Cái này nó có dung môi cho nên là nó tầm cứ để ngoài trời nắng hay là để lâu ngày thì nó tự đóng cặn vào thôi. Thì mình sẽ vệ sinh cho nó sạch đi để cho chúng ta đóng nắp lại nó dễ. Đấy, nó phải kêu với tạch cái thì nó mới ok. Cái bên ngoài này thì nó bắt rất là nhiều, mình lười lắm, mình lười vệ sinh này lắm. Mai sau mình hướng dẫn cho mọi người thì mình còn thời gian để vệ sinh nữa. Ok. Thì màu cam thì anh chị chúng ta lấy sử dụng cái màu mà mình gửi cho rồi đó. Cái mã là 024 màu vàng nghệ nha. Đó thì mình lấy được tuýp ra mình pha vào. Tất cả cứ tương tự cái màu khác chúng ta đều pha như vậy. Và yêu cầu làm sao khi mà chúng ta đổ màu ra đây thì mình sẽ lấy một cái màu mình đổ ra. Đây này. Khi mà mình đây ví dụ màu đỏ nha. Khi mà mình đổ cái màu này ra, nhỏ màu này ra thì chúng ta nó rất là quánh quánh này, đấy nó hơi quánh quánh một chút này chứ nó không loãng quá nha. Đó. Nó quánh quánh như là cái sữa ông thọ ấy là được. Còn trong cái trường hợp mà các chị chúng ta mà pha nó loãng như thế này thì là nó hơi loãng nha. Đấy, vậy là nó hơi bị nước quá rồi, nước quá chúng ta rất là khó xử lý.
Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái thao tác mình pha màu. Mình đã pha màu cam, màu này hết rồi. Cái màu nào cũng thế thôi. Như cái màu cam này thì mình đã hết trước thì mình pha trước. Và để nó quánh quánh được như vậy thì làm sao thì chúng ta pha ít ít nước thôi thì nó sẽ độ quánh của nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta càng cho nhiều nước thì nó sẽ càng loãng ra. Đó. Màu cam thì mình sẽ sử dụng một cái cây bay này. Trong hội họa thì ai cũng biết cây này là để gạt màu rồi là đánh màu. Mình sẽ lấy luôn trong loại ra. Mình khéo luôn. Mỗi một lần pha thì mình sẽ sử dụng tầm 2 như thế này, 2 cái như thế này. Chúng ta không cần nhất thiết chúng ta phải là pha đầy lọ nha, chúng ta chỉ cần pha nửa cái lọ thôi. Thì khi mà pha nửa lọ thì mình sẽ lắc thì nó sẽ cái màu sắc nó dễ dàng, nó đều hơn. Pha đầy thì chúng ta không thể lắc được. Một này. Đọc như vậy để cho cái màu nó tụt xuống. Tiếp theo là mình xúc một cái bay nữa này. Mình cho tầm 2 bay như thế này là ok. Thì chúng ta khéo nha. Khéo mà còn thận nó bị vướng hết ra ngoài. Mình lấy cái gì chúng ta lấy cái gì để nó bơm vào cũng được. Đập như này nó chui xuống. Tiếp theo là mình sẽ cho dung môi vào. Dung môi là chúng ta sử dụng cái dung môi gì? Anh chị chúng ta sử dụng cái dung môi này chạm khô này, mã 071 này mình gửi cho mọi người rồi đó. Thì mình đã nhỏ ra cái loại rồi. Đây là dung môi chạm khô. Chúng ta có 3 loại dung môi nhá. Loại chậm khô tức là loại chậm khô nhất, và loại này là loại nhanh khô nhất. Đó, cái loại này thì mình thường là sử dụng để mình tô mảng lá, những cái lá mà chỉ cần một lớp thôi thì mình sử dụng cái này vì nó khô rất là nhanh và nó rất bám rất là dai và nó màu nó rất là mượt mà. Còn cái nào mà mình vờn màu, mình muốn độ mỏng màu ấy, mình vờn lâu, mình vờn nhiều thì mình những cái trời nào mà nhiệt độ nó cao, nắng nóng hanh khô thì mình sử dụng cái lọ dung môi chậm khô này, chậm khô nhất này, thì cái thời gian chúng ta thao tác nó lâu nhất và nó đảm bảo được chất lượng chúng ta vờn nhất. Còn bình thường thì cái thời tiết bình thường nhiệt độ từ 23 đến 27, 25 độ thì mình sẽ sử dụng cái chai là vừa này, vẽ vây cá. Thì trong những cái trường hợp nào cụ thể thì vẽ cụ thể thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Còn hôm nay là bài màu thì mình sẽ đi mình pha màu thôi. Pha màu thì mình sử dụng cái dung môi chậm khô nhất để chúng ta pha màu vào để nó giữ được cái màu nó chậm khô nhất, nó không bị khô màu, không bị đóng cặn, không bị keo. Chúng ta để một tháng cũng được. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mình sẽ cho cái dung môi chậm khô này vào. Chúng ta cho một ít vào thôi chứ không cần nhất thiết phải liệu bao nhiêu, cũng không cần nhỏ để tầm này vào. Bơm ít vào thôi là được, không cần nhiều đâu vì cái màu sắc ở trong cái lọ này thì nó không bay hơi được. Có thể là chị nào là muốn nó chậm khô nữa thì chúng ta cho thêm một ít nữa cũng được, nhưng mình thì không cần thiết. Và sau đó thì chúng ta cho một ít nước vào thôi, thế là được, cho ít thôi nha. Cho nhiều thì chúng ta không gì đâu, cho nhiều nó loãng thì chúng ta không thể nào chúng ta vẽ được vì nhiều cái chi tiết mà mình sẽ cần cái màu nó hơi đặc một chút. Còn nó đặc thì chúng ta có thể pha loãng được, nhưng mà nó loãng rồi thì chúng ta lại pha đặc thêm thì nó rất là mất nhiều thời gian, nó hơi khó hơn một chút. Mình sẽ bơm nước trắng nó do đấy mình rửa út nó bị màu hồng này, mình cho một ít nữa vào. Và bây giờ thì đóng lắp lại, nó kiểm tra nha, nó sẽ có những cái lắp mà nó bị lỏng đó,
Anh chị lưu ý là chúng ta đóng lắp thì chúng ta sẽ đóng cho nó chỉnh chu một chút này, kẻo nó bị nóng nóng này lắc là sẽ bắn hết ra ngoài đó, rồi bắn hết vào quần áo đó. Đấy, nó là phải kêu khi phịch phát lại thì nó sẽ tập tầm nó sẽ nắc nhẹ nhẹ. Mình sẽ nắc như thế này. Cứ nắc như vậy thôi. Các bác nam, các bác trai thì có thể là chúng ta lắc sẽ lắc tầm 1 phút, 2 phút thì là ok, thì là xong. Còn các bạn gái thì có thể là lắc nó hơi mỏi tay thì có thể nó một chút thôi cũng được. Và để một chút xong chúng ta lại tiếp tục cho pha màu khác. Thì khi mà để như vậy thì cái màu này nó ngấm nước rồi mà, thì nó dần dần nó sẽ tan ra. Và chúng ta chỉ cần lắc sau đó chúng ta lắc vài nhát như thế này thôi là được. Chúng ta không cần phải lắc nhiều. Đó. Ví dụ này là khi lắc xong thì chúng ta kiểm tra làm sao, kiểm tra như thế nào thì màu nó chuẩn. Là khi mà chúng ta lắc để cái màu sắc nó sẽ tan hết nhá. Tức là khi mà ok thì nó sẽ tan hết, nó sẽ tan hết trong này. Thì bây giờ chúng mình sẽ nhỏ ra thì làm sao để kiểm tra xem độ quánh của nó. Đó. Nó quánh là gần như là sữa ông thọ là được. Đây. Nó gần như sữa ông thọ là được. Còn trong trường hợp là nếu như anh chị chúng ta pha nước nó quá tay mà nó hơi loãng, tức là nó loãng gần như là nước đó. Đây là ví dụ này, cụ thể. Trường hợp mà nó loãng gần như là nước như thế này thì cái màu tức là màu chưa đạt. Thì nếu chưa đạt thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta tiếp tục cho thêm màu vào và chúng ta lắc. Khi nào độ quánh của nó vừa phải thì chúng ta dừng lại. Đó là nguyên tắc của pha màu. Ok, hành đi. Là màu đỏ tương tự như thế vậy. Màu đỏ thì chúng ta sử dụng cái mã đỏ đậm acrylic. Bên tiếng Anh thì nó đọc chính xác là acrylic. Đó, mình sẽ dùng này mà mình làm tương tự như màu vàng. Đó. Màu xanh này nó cũng có rồi, ở trong tuyếp có rồi, tuyếp acrylic có rồi màu xanh này. Đó. Màu xanh này các chị cho ta nhớ màu xanh này thì chúng ta pha như thế nào. Màu trắng đen thì chúng ta không nói tiếp nữa. Màu trắng đen thì nó có hết rồi, nó tương tự như màu cam, màu đỏ nó có sẵn trong tip hết rồi. Còn cái màu xanh này thì xanh lá cây nè, xanh lá cây đó. Cái lọ màu này nó lười quá cho nên nó bẩn. Đây là màu xanh lá cây. Cái màu này nó hơi loãng một chút. Nó phải đặc một chút nữa rồi thì nó mới hiệu quả, nó mới vẽ nó đẹp nhất được. Màu xanh lá cây này thì mình sẽ sử dụng cái màu trong tuyếp acrylic. Nó có một tuyếp. Anh chị chúng ta quan sát nha. Nó có hai mã là mã đây này, acrylic color. Đó, hai mã là mã màu xanh đậm và mã nó hơi ngả về hơi vàng vàng, hơi nhạt một chút thì mình sử dụng cái màu xanh đậm này. Và màu cam này để chúng ta trộn chung vào đây thì nó sẽ ra cái màu xanh như thế này. Bây giờ thì mình sẽ pha thử nhá. Thì cái tỷ lệ nó như thế nào thì các chị chúng ta. Ví dụ là
để mình biết được tỷ lệ màu xanh này và màu cam vàng nghệ này thì nó sẽ chúng ta pha như thế nào thì nó được màu xanh lá cây chuẩn, màu xanh rất là tươi. Mình pha sang này. Thì chúng ta cứ pha nha, pha tỷ lệ 1:1, một vàng này và một màu xanh này thì chúng ta được cái màu xanh lá cây như thế này. Còn cái màu xanh này là nó không hẳn là trên lá cây đâu, nó bị đậm một chút, nó không đẹp. Và pha nó phải thật như thế này nhá. Cái màu bút của mình đó. Về pha màu thì chúng ta đã xong rồi. Mình khuyên chị chúng ta nên là pha là 6 màu nha. 6 màu này. Đó. Ngoài ra thì anh chị có thể chúng ta pha thêm nhiều màu nữa cũng được. Chúng ta là muốn vẽ những cái lá non thì chúng ta pha những cái màu xanh nó nhạt hơn thế này. Màu xanh nhạt hơn thế này thì chúng ta pha cái màu này, cái màu xanh lá cây này với màu trắng. Với màu trắng sau đó lại pha thêm ít màu vàng này vào thì nó ra cái màu này, nó non hơn. Mình thì sử dụng cái màu này nó ít thôi, nó không nhiều. Chúng ta cứ pha cái màu trắng thì cùng cái màu này thì nó ra gần như cái màu này, và pha một chút vàng thì nó ra hơi xanh, hơi vàng, hơi chuối một chút là được. Nếu mình thì sử dụng đa phần 2, 4, 6 cái màu này. Xong thì còn dung môi. Dung môi thì cái chai này là chai mình sử nó loãng rồi, không cần pha nữa. Cái chậm khô này thì nó cũng loãng rồi, không cần phải pha nữa. Nó chỉ còn một cái chai dạng gel thôi. Gel này. Đó, thì bây giờ trong cái tuyết kia mình hết pha luôn cái màu này cho chúng ta. Kinh nghiệm vẽ trên cáp 3D thì nó cũng hơi khó khăn, nhưng bây giờ thời gian cứ làm lâu thì nó sẽ quen hết mà, biết hết, không có gì cả. Đây chính là cái chai này mình để ở mức độ vừa, tức là cái chai này là chai khô vừa, còn cái chai kia là chai nhanh chậm, chai này là chai vừa. Thì mình lưu ý là mình cũng pha ra ở cái dạng mà nó lỏng lỏng như là sữa ông thọ. Thực chất thì nó lỏng hơn một chút nữa thì rất là ok. Cái này gel nha, ở gel hay ở tuyết thì mình bóp luôn vào được. Kể cả những cái tuyết như thế này thì mình không cần phải dùng cái xẻng móc màu. Mình cứ mở lắp ra mình bơm vào thôi là ok. Đó. Cái này cũng thế, cái này tiện này, mình cũng bóp và mình bơm vào. Bơm vào này. Đây mình sẽ ghi cái này lên. Quay lên. Dễ nhìn. Mình có thể dễ nhìn lên. Đây rồi. Sau đó thì mình chỉ cần cho thêm một chút nước vào nữa thôi, mình lắc như bình thường, thế là được rồi. Khi mà nó ở cái dạng là hơi keo keo một chút, hơi kiểu sữa ông thọ một chút là được. Đó, thì mình sẽ sử dụng cái nước trắng. Thế rồi cái nước trắng thì mình đi lấy nước trắng thôi. Đó, thì mình cũng cho thêm một ít nước trắng vào. Nhưng mà màu một chút cũng được, không sao. Bây giờ thì mình cũng lắc lên rồi. Cái dạng gel này thì nó lắc nó hơi lâu một chút, nó không như màu này, nó lắc nó cần thời gian vì cái gel này nó rất là quánh.
mình lắc xong rồi thì mình sẽ nhỏ ra mình kiểm tra cái độ vừa quánh của nó xem thế nào. Đó. Nó gần như là sữa ông thọ là được. Cái dạng gel này thì nó không ngấm nước, cho nên là theo kinh nghiệm của mình thì mình pha nhiều nước hơn một chút và lắc lâu hơn một chút thì nó sẽ được, còn nó không màu, màu kia thì nó lắc nhanh hơn. Bây giờ là phần cuối thì mình hướng dẫn một lốt chúng ta đi vào phần cuối, kết thúc bài tập hôm nay. Phần cuối là khi mà pha màu rồi thì chúng ta sẽ xử lý, chúng ta tô màu như thế nào chuẩn. Mình sẽ hướng dẫn chị chúng ta pha tô giá cá bằng màu trắng. Anh chị lấy màu trắng nha, khi mà pha màu rồi thì chúng ta lấy màu trắng này cho nó ra. Tiếp theo là mình sử dụng cái chai dung môi, đây mình sử dụng cái chai này, cái chai dung môi chính của chúng ta là chai này, chúng ta pha vào. Đây thì mình đã pha ra này, mình ghi chữ nhanh lên này. Đó, anh chị chúng ta nhỏ ra ngoài nhá, tầm như thế này thôi. Phát chung vào cái dung môi này, nó có tác dụng là nó sẽ giúp màu nó bám dính tốt, nó khô màu rất là nhanh và làm màu sắc nó bóng mượt. Chúng ta có thể chồng đè nhiều lớp màu lên nhau mà không bị ảnh hưởng các lớp màu vẽ trước đó. Ngoài ra chúng ta có thể chúng ta pha thêm nước vào cho nó loãng ra, vì tô mảng chúng ta pha loãng ra. Cọ chấm vào cái nước nó còn loãng, nước trắng khi mà độ loãng như thế này, khi mà chúng ta quẹt màu như này mà lúc sau thì cái màu này nó dồn lại đều thì ok, và dần nó sẽ dồn lại, chảy dồn lại, loãng một chút nữa cũng được không sao. Tô màu thì anh chị chúng ta sử dụng cái cây vẽ vây chúng ta tô bình thường, mình sẽ sử dụng tạm cây này, cây số 7 này đi. Tô màu chúng ta không cần nó đơn giản, chúng ta thấm đẫm cái màu này vào cái cọ này. Bây giờ thì mình sẽ vẽ một cái dáng cá con nha. Đây là đường sống lưng này, đây là phần vây trên này, vây dưới này, đuôi này. Bây giờ thì mình sẽ vẽ là từ miệng này trước. Chúng ta cứ tô nó dần dần xuống, thấm đẫm cho cái màu sắc của nó. Nhiều màu thì nó sẽ tự là hòa vào với nhau và nó sẽ san đều, vì cái độ lõa của nó tính chất là nó tự san đều được, nước cũng tự san đều được. Chúng ta cứ vẽ qua qua và chúng ta chỉnh sau. Con này thì anh chị thấy như thế nào? Vì là có thể là chúng ta dùng cái cọ nhỏ chúng ta sử, chúng ta vẽ thì nó dễ hơn. Cái cọ này mình dùng hơi to không sao, thì chị dùng cái cọ nhỏ. Cái phần này thì cái đuôi top này, cái phần trên này gần ok rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh dần lắm. Cho này nó thuôn ra, nó cứ một tí một này, chúng ta chỉnh. Vẽ chì thì chúng ta có thể chúng ta chỉnh sửa tẩy được, nhưng vẽ màu thì có thể chúng ta khó hơn, cho nên là chúng ta cứ vẽ một tí một chúng ta sửa. Đó, như này. Đây là
Đây là một dáng cá koi. À đúng rồi, dáng cá koi. Mình sẽ nói sơ qua về yêu cầu một cái dáng cá koi đạt về màu sắc, về chúng ta vẽ màu đó. Thứ nhất là về dáng cá thì mình không bàn rồi. Dáng cá thì anh chị chúng ta có thể chúng ta tập chỉnh dần thì được. Bài này là bài về màu sắc. Qua rất nhiều bạn ở trên hội thì thực ra là vẽ màu nó đơn giản thôi, nhưng mà lại không biết. Các bạn có thể là các bạn tô màu khô hay là chúng ta vờn màu khô thì nó không thể nào nó đều như thế này được. Bắt buộc chúng ta phải không dùng môi đó, và chúng ta phải pha với nước loãng ra. Thì khi loãng ra thì cái mảng màu sắc nó phải đều, rất đều như này, nó không có bị tình trạng nó bị cái màu nó bị gạn màu hay là nó bị khô màu hay là nó không đều màu, chỗ đậm trong nhà chúng ta phải được như này. Loãng ra thì nó đó, cái này nó rất là đều, rất là êm. Cái dung môi đó, cái dung môi này nó có tác dụng là nó làm mượt màu này, là cái thời gian màu nó khô nó sẽ nhanh hơn, nó tự khô màu theo thời gian, tự khô dung môi đấy, dung môi nó tự khô thì cái màu nó cũng khô theo, thì nó khô rất là nhanh. Chúng ta mà sử dụng cái loại mà dung môi vừa này hay là cái dung môi chậm khô, chúng ta pha vào thì chúng ta đợi nó khô rất là lâu, và chúng ta khô rất là lâu. Khi mà mình sử dụng cái chai này để chúng ta vẽ dáng cá hay là vẽ những cái dáng lá cây mà một lớp thì chúng ta sử dụng cái chai dung môi này, nó khô rất là nhanh, và khi khô thì cái màu sắc nó rất là dai, nó bám dính rất là tốt. Chúng ta có thể trồng đè rất nhiều lớp màu lên, nó không bị ảnh hưởng cái lớp màu chúng ta vẽ trước rồi đó. Thì có lưu ý thế. Và khi anh chị chúng ta pha màu xong và chúng ta sẽ vẽ một cái dáng cá như thế này và gửi bài lên group để cho mình coi và mình nhận xét và mình sẽ chỉnh sửa sau. Cái màu này nó pha rất là đơn giản thôi, và tô màu vẽ dáng rất đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta trực tiếp vào chúng ta thao tác về vẽ thì có thể là nó sẽ gặp nhiều vấn đề đó. Vì nhiều khóa trước anh chị chúng ta cũng gặp phải những tình trạng như vậy. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái bài tập này ở đây. Chúc anh chị chúng ta pha màu thành công và vẽ thành công nhé.